Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ Tư ngày 25 tháng 3, chương trình sẽ có những nội dung chính sau. Phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 trên 2.000 trong khu kinh tế Thái Bình. Chính quyền địa phương phải nắm chắc di biến động của người dân, kịp thời phát hiện và cách ly nguồn lây nhiễm. Đây là chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khi đi kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Đông Hưng. Ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân sẽ là kênh thông tin quan trọng để hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, cũng như trong nước và trên thế giới. Tại Thái Bình, tính đến 18 giờ hôm nay, chưa có trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2. Hơn 250 người đang cách ly tại các khu cách ly tập trung của tỉnh đều đã được lấy mẫu xét nghiệm, sức khỏe đều ổn định. Thái Bình đã nâng cảnh báo phòng dịch COVID-19 lên mức cao nhất. Toàn dân tham gia chống dịch với tinh thần, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi phường, xã, thôn, tổ dân phố, mỗi gia đình là một pháo đài trên mặt trận phòng chống dịch. Cập nhật đến 18 giờ hôm nay, thế giới có hơn 423.000 ca nhiễm COVID-19, trên 18.000 người tử vong, trên 190 quốc gia vùng lãnh thổ đã ghi nhận trường hợp mắc. Tại Mỹ đã ghi nhận trường hợp đầu tiên là trẻ em tử vong vì dịch bệnh này. Tại Việt Nam, các trường hợp nhiễm COVID-19 đến nay cơ bản sức khỏe đều ổn định. 26 bệnh nhân mắc có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, 7 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 2. Đối với 3 trường hợp nặng, các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai đã cùng hội chẩn trực tuyến bàn thảo chia sẻ ý kiến về theo dõi, phối hợp điều trị với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. 2 tuần tới là giai đoạn quyết định của cuộc chiến chống COVID-19. Mỗi người dân cần chung tay góp phần giữ đất nước bình yên trước dịch bệnh, hạn chế ra đường, không tụ tập đông người, không đi ăn bên ngoài, chỉ đến những nơi mua sắm khi thật sự cần thiết. Những thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ tiếp tục ở phần sau của chương trình Thời sự tối nay. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở rộng, nghe báo cáo một số phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 trên 2.000 thuộc khu kinh tế Thái Bình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe đơn vị tư vấn báo cáo phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 trên 2.000 khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Tân Trường 1. Các đại biểu cho rằng đây là khu có vị trí đắc địa, nằm ở vị trí cực bắc của khu kinh tế. Song đơn vị tư vấn chưa bám sát với 5 nguyên tắc cơ bản khi quy hoạch phân khu trong khu kinh tế Thái Bình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là một trong những cửa ngõ rất phát triển của Thái Bình trong tương lai gần. Vì vậy cần quy hoạch để phát huy hết lợi thế của khu vực, phải xây dựng trở thành khu công nghiệp mẫu mực về kiến trúc và tính chất ngành nghề kinh doanh theo kết luận 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cơ cấu sử dụng đất và tỷ lệ khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ phải hợp lý theo hướng nâng diện tích đất đô thị và dịch vụ gấp 2 lần so với đề xuất của đơn vị tư vấn. Vị trí của đất đô thị, dịch vụ cũng phải được xác định ngay từ quy hoạch phân khu theo các nguyên tắc đã được Ban Thường vụ thống nhất. Đồng chí cũng yêu cầu phải quy hoạch trung tâm xử lý nước thải, chất thải, bảo đảm khả thi, nâng diện tích quy hoạch đất cây xanh phù hợp, bảo đảm quỹ đất dự phòng hai bên tuyến đường bộ ven biển. Lấy tuyến đường bộ ven biển làm cốt chuẩn để xây dựng công nghiệp, đô thị và giao thông ở khu vực này. Đối với quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1 trên 2.000, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, khu cảng dịch vụ, khu công nghiệp xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, các đại biểu đánh giá cao đơn vị tư vấn, sản phẩm quy hoạch thể hiện được tiềm năng lợi thế của khu vực, đáp ứng mục tiêu hình thành khu cảng linh hoạt kết hợp với khu công nghiệp sinh thái, có khả năng kết nối tốt, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho khu kinh tế, gồm các dịch vụ đa dạng, cung cấp các hoạt động lưu trú và vui chơi giải trí, tạo nên một khu đô thị dịch vụ phức hợp năng động. Để đạt được mục đích quy hoạch như vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị tư vấn cần tính toán tính chất ngành nghề, thu hút nhà đầu tư có năng lực tài chính, năng lực kỹ thuật, có giá trị gia tăng rất cao. Về khu đô thị, phải là đô thị hiện đại, có nhiều phân khúc khác nhau, phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Hệ thống giao thông nội khối và giao thông kết nối phải phân bổ hợp lý giữa các phân khu và kết nối với hệ thống giao liên vùng, liên khu vực. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tư vấn tiếp thu hoàn chỉnh phương án quy hoạch, các ngành chức năng của tỉnh chịu trách nhiệm thẩm định trước khi trình các cấp có thẩm quyền. Cũng trong chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, chủ trương tiếp nhận dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sợi của công ty tập đoàn Đông Tín Hồ Nam tại cụm công nghiệp An Ninh, xã An Ninh, huyện Tiền Hải.
Hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã có công văn về việc quán triệt thực hiện thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền, các sở ban ngành, mặt trận tổ quốc và đoàn thể trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cấp bách sau. 1. Khẩn trương tổ chức quán triệt tuyên truyền phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị tại thông báo kết luận số 172/TBTU, nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm của hệ thống chính trị, toàn xã hội và từng người về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng ở mức cao nhất. Tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng. Kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm tổ chức cá nhân không chấp hành các yêu cầu quy định về phòng chống dịch bệnh. 2. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp được giao tại thông báo kết luận số 172/TBTU ngày 21 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thông báo kết luận số 921/TBTU ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và của tỉnh, quyết tâm kiểm soát không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự, an sinh xã hội và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. 3. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các phương án kịch bản ứng phó với dịch bệnh trong mọi tình huống, giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách phòng chống dịch theo quy định và hướng dẫn của cấp trên, hạn chế thấp nhất tác hại do dịch bệnh gây ra trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chính quyền địa phương phải nắm chắc di biến động của người dân, kịp thời phát hiện và cách ly nguồn lây nhiễm. Đây là chỉ đạo của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình khi đi kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại xã Hà Giang, một địa phương mới sắp nhập thuộc huyện Đông Hưng. Xã Hà Giang được sắp nhập từ hai xã Đông Hà và Đông Giang, hiện có 11 thôn với hơn 10.200 nhân khẩu, 570 cán bộ đảng viên. Xã đã hoàn thành thống kê theo chỉ đạo của huyện và tỉnh đối với số người đi từ nước ngoài về trên địa bàn sau ngày 8 tháng 3. Theo đó, xã có từ 10 người từ nước ngoài về và gần 40 người tiếp xúc gần với những người này đang được theo dõi sức khỏe tại cộng đồng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình ghi nhận sự nỗ lực cố gắng mà xã Hà Giang đã và đang thực hiện trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí nhấn mạnh, việc phát hiện và cách ly kịp thời nguồn lây nhiễm là yếu tố quyết định sống còn trong thời điểm hiện nay và phải được đặt lên hàng đầu. Yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương, công an khu vực kiểm soát chặt chẽ, phát hiện người đi từ vùng có dịch về. Trạm y tế theo dõi báo cáo việc cần thiết phải đi cách ly tập trung hay theo dõi ở nhà. Thiết lập giám sát cộng đồng, giao trách nhiệm cho cán bộ đảng viên theo dõi di biến động ở từng khu dân cư. Lưu ý các hoạt động sinh hoạt tôn giáo, họp chợ và những nơi tập trung đông người khác. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu xã Hà Giang tăng cường tuyên truyền việc thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, hạn chế tiếp xúc xã hội, tiết giảm quy mô các đám cưới, đám tang, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với người khác, thực hiện nêu gương đối với cán bộ đảng viên. Ngoài ra cần tuyên truyền sao cho người dân chủ động phòng dịch nhưng không hoang mang. Giao huyện Đông Hưng quan tâm giải quyết những vướng mắc ở xã sắp nhập để xã tập trung cho việc phòng chống dịch COVID-19. Trên 3.000 khẩu trang và nước sát khuẩn đã được Ban Dân vận Tỉnh ủy trao cho Giáo xứ Hoàng Xá và Chùa Bộ La. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn nhân dân yên tâm tin tưởng ủng hộ và hợp tác chặt chẽ với các cấp ủy chính quyền trong công tác phòng chống dịch bệnh. Coi việc chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, quán triệt sâu sắc tinh thần, chống dịch như chống giặc, không quá lo lắng nhưng tuyệt đối không lơ là chủ quan. Cũng trong sáng nay, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đến thăm và tặng quà cho bà Trần Thị Thiểm là hộ nghèo, tàn tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư. Chiều nay, sau khi đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Đông Hưng, đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị huyện tiếp tục bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng các yêu cầu tối thiểu cho người cách ly, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, dán poster, tờ rơi, băng rôn tuyên truyền về dịch tại cơ quan đơn vị, các tuyến đường nơi đông người, tăng cường công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng, giảm bớt các cuộc họp không thật sự cần thiết, làm tốt hơn nữa công tác quản lý cách ly người từ các vùng có dịch về địa phương. Chiều nay, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Thái Thụy, đoàn công tác Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu huyện Thái Thụy tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân, tránh tư tưởng chủ quan và không hoang mang.
kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh ra vào huyện, nhất là những người đến từ vùng có dịch. Tổ chức sàng lọc các đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Thực hiện khai báo y tế bắt buộc và kiểm tra y tế cơ sở, khai báo y tế toàn dân. Để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, tại hội nghị trực tuyến toàn ngành sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch cụ thể, có kịch bản về phòng chống dịch, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phun thuốc khử khuẩn, vệ sinh trang thiết bị trường lớp. Các sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền việc khai báo y tế đến các nhà trường và học sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời tăng cường các hình thức dạy học qua Internet trên truyền hình để tổ chức cho học sinh học tập, bảo đảm hoàn thành chương trình sau khi đi học trở lại. Bên cạnh đó, Bộ cũng tiến hành rà soát lại toàn bộ chương trình học để đưa ra những kiến thức nền tảng cốt lõi của các môn học nhằm tinh giản những nội dung không thật sự cần thiết. Xã Nam Cường, huyện Tiền Hải đang có 42 công dân học tập và làm việc tại các quốc gia Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Đức, hiện đều là những nước có diễn biến dịch COVID-19 phức tạp. Thay vì về quê hương lánh dịch, thì những công dân này chọn cách ở lại nước ngoài và tự phòng dịch thật tốt cho bản thân. Gia đình chị Vũ Thị Nhuận có con đang làm việc trong một công ty tại Đài Loan. Mỗi ngày, chị Nhuận và con đều gọi điện trò chuyện với nhau. Hai mẹ con cùng quan tâm, dặn dò giữ gìn sức khỏe thật tốt trong những ngày phòng chống dịch. Ngày tôi cũng gọi điện cho con tôi là ăn uống yên tâm ở bên đấy để giữ gìn sức khỏe thôi, không phải lo sợ gì. Gia đình chị Hoàng Thị Dinh có con gái đang du học tại Hàn Quốc, một quốc gia có tình hình dịch bệnh phức tạp. Dù ban đầu có lo lắng, thế nhưng đến thời điểm này, chị Dinh khuyên con nên yên tâm ở lại Hàn Quốc làm việc. Nói chung bây giờ sức khỏe của cháu ở bên đấy là khỏe và ổn định. Thường xuyên hàng ngày được gọi điện hỏi thăm con. Ngoài việc tuyên truyền nhân dân trong xã thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, chính quyền địa phương xã Nam Cường còn thường xuyên động viên thăm hỏi những gia đình đang có người thân ở nước ngoài, theo dõi sát sao tình hình hoạt động của họ. Trong cái việc này thì chúng tôi cũng đã có tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã và cũng đã xuống là tuyên truyền để các cái hộ gia đình rồi là động viên con em ở bên nước sở tại yên tâm công tác và thực hiện tốt cái việc phòng chống dịch. Phòng chống dịch là sự chung sức của cả cộng đồng, không vì hoang mang lo lắng mà làm xáo trộn cuộc sống sinh hoạt, nhưng cũng không chủ quan lơ là, bởi ý thức tự giác của mỗi người dân lúc này là vô cùng quan trọng. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp, tỉnh Thái Bình đã tạm dừng các hoạt động thể thao trong nhà. Tuy nhiên, hoạt động thể thao nơi ngoài trời vẫn được người dân lựa chọn. Vì những hoạt động thể thao trong nhà đã được tạm dừng trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nên người dân đã tìm đến những hoạt động thể thao ngoài trời, điển hình như là bóng đá. Có ra ngoài đường đeo khẩu trang, đi đeo khẩu trang đến đây thì phải bỏ ra để đá thôi, chứ không đeo khẩu trang đá thì nó ngạt thở, không thở được. Bóng đá vốn là môn thể thao mang tính tập thể, lại có tính đối kháng cao nên va chạm là điều khó tránh khỏi. Và đây chính là hoạt động chứa nhiều rủi ro về nguy cơ lây bệnh khi xảy ra những va chạm không mong muốn. Đá bóng thì không tránh khỏi những cái va chạm ra thì cơ thể rất nhiều mồ hôi, tay chân sẽ tạm chạm vào rất nhiều thứ ở sân bóng này. Mình về nhà thì cũng thực hiện là nghỉ ngơi xong mình đi tắm rửa khử trùng luôn để đảm bảo cho cả gia đình mình nữa hay là riêng bản thân mình. Vẫn biết rằng một khi đá bóng thì sẽ khó lòng mà có thể đeo khẩu trang và việc vận động như thế này thì cũng giúp chúng ta tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tuy nhiên thì với những hoạt động tham gia vận động nhiều người như thế này và dễ xảy ra va chạm thì người dân cũng nên cân nhắc hạn chế trong thời điểm này. Sáng nay, Đảng bộ phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy tới dự. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Bồ Xuyên đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra, kinh tế phát triển đô thị văn minh, an ninh quốc phòng được giữ vững. 3 năm liên tục, chính quyền phường là đơn vị trong sạch vững mạnh. 4 năm liền, Đảng bộ phường đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực phát triển toàn diện kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng phường Bồ Xuyên giàu mạnh văn minh. Nhiệm kỳ tới, phường Bồ Xuyên phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt trên 4.000 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,85%, 90% gia đình và 80% tổ dân phố văn hóa. Phấn đấu 5 năm liên tục, Đảng bộ phường đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực: kinh tế phát triển theo hướng tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ, sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao phát triển, an ninh chính trị được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Đông Mỹ phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 54 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 1%, 100% chi bộ trong sạch vững mạnh, Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh. Cũng trong ngày hôm nay, Đảng bộ xã Quỳnh Hải và Đảng bộ xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Hai địa phương này đều là điểm sáng trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của huyện Quỳnh Phụ. Nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh, huyện, sự quyết tâm của cấp ủy chính quyền, sự đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm, đồng thuận của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, kinh tế các địa phương tiếp tục có tốc độ tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của Quỳnh Hải là 7,92%, Quỳnh Ngọc là 9,21%. Thu nhập bình quân đầu người của hai xã đạt trên 50 triệu đồng một người một năm. Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ tới, bầu ra ban chấp hành đảng bộ khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Thưa quý vị, hiện nay các địa phương đang tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở để tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20 và đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã có những ý kiến đóng góp để tỉnh Thái Bình đề ra các giải pháp, kế hoạch, hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Trong nhiệm kỳ qua, tổng sản phẩm GDP bình quân 5 năm của tỉnh Thái Bình ước tăng 10,13% một năm, vượt mục tiêu đại hội 19 đề ra là 8,6% một năm, cao hơn mức bình quân cả nước và gấp 1,5 lần mức tăng trưởng của 5 năm trước. Nhiều cử tri đánh giá, để đạt được kết quả này là sự cố gắng của cả hệ thống chính trị và sự chỉ đạo sát sao của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội. Chúng tôi thấy là có rất nhiều những cái đổi mới và cái kết quả đó đã thể hiện rõ nét ở những cái việc là chúng ta giữ vững ổn định về chính trị, an ninh, trật tự, không có những cái tụ điểm khiếu kiện đông người vượt cấp, các cái nguyện vọng chính đáng của nhân dân kiến nghị đề nghị đều được tháo gỡ giải quyết kịp thời. Thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp được xem là hướng quan trọng trong phát triển kinh tế nhiệm kỳ tới. Muốn vậy thì tỉnh Thái Bình cần có những giải pháp để giải quyết được những tồn tại hiện nay. Cái thu hút đầu tư của tỉnh trong cái nhiệm kỳ vừa qua thì rất là mạnh và phát triển, có tính bền vững. Tuy nhiên để mà thực hiện được cái nhiệm vụ này trong cái nhiệm kỳ tới thì tỉnh với thành phố cũng cần phải có rất nhiều các cái giải pháp. Chúng ta phải giải quyết được cái chính sách đền bù an sinh xã hội cho người dân để nó đảm bảo được cái ổn định. Đấy. Làm sao là giữa cái lợi ích nhà nước, lợi ích doanh nghiệp và lợi ích nhân dân nó song hành với nhau. Môi trường cũng là một vấn đề nhức nhối. Tôi dùng cái từ nhức nhối có thể nói là không phải riêng Thái Bình mà nhiều địa phương tỉnh thành ở trong cả nước đều là một vấn đề cả. Dĩ nhiên là tỉnh cũng đã cố gắng rất nhiều, song cũng vẫn phải khắc phục và thậm chí phải kiên quyết để giải quyết vấn đề này, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm về các cái thải của công nghiệp. Những ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân sẽ là kênh thông tin quan trọng để tỉnh tiếp thu, chọn lọc, hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20. Ngày tiêm chủng 25 hàng tháng từ lâu đã trở nên quen thuộc với các bà mẹ có con trong độ tuổi tiêm chủng. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hạn chế tụ tập đông người, thì việc tổ chức ngày tiêm chủng cũng có nhiều khác biệt. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Đông Các, huyện Đông Hưng vào sáng nay. Tháng nào cũng đưa con đi tiêm. Nhưng hôm nay, thói quen này của chị Phạm Thị Thoan đã ít nhiều thay đổi. Khi đến trạm y tế, thay vì vào nộp sổ ngay, chị được hướng dẫn sát khuẩn tay từ bên ngoài và phổ biến các biện pháp phòng chống COVID-19. Bác sĩ là cũng thông báo đến bọn em là đo nhiệt độ cho các cháu ở nhà trước khi đến trạm xá. Nếu như các cháu mà có bị ốm, cảm, ho hay sốt thì sẽ để cháu ở nhà.
và khi đến trạm xá thì đeo khẩu trang cho các cháu. Xã Đồng Các, huyện Đông Hưng có gần 100 trẻ trong diện tiêm chủng mở rộng. Từ trước buổi tiêm, trạm y tế xã đã tăng cường tuyên truyền trên loa truyền thanh, đề nghị mỗi gia đình chỉ một người đưa trẻ vào khu vực tiêm chủng. Trẻ đến trạm sẽ được khám sàng lọc kỹ về sức khỏe. Trong buổi tiêm chủng mở rộng, chúng tôi cùng y tế thôn khuyến cáo nhân dân là khi đến trạm là không được sờ tay vào tất cả các bề mặt cũng như các vật dụng công cộng để cho trẻ tránh tiếp xúc đông người. Thì chúng tôi phân theo nhiều khung giờ để đón trẻ. Sau khi tiêm, người nhà cho trẻ ở lại theo dõi 30 phút tại trạm y tế để phát hiện sớm các phản ứng có thể xảy ra. Trong thời gian này, cán bộ trạm đã phổ biến nội dung phòng chống dịch để nâng cao nhận thức của mỗi người. Chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình đến đây cũng xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTVGo hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.